buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh. Những buổi tập huấn như thế này đã trang bị cho lực lượng dân phòng kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là về trách nhiệm và quyền hạn của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Qua đây thì chúng tôi là cũng một phần là áp dụng thực hiện cho gia đình và đi tuyên truyền cho bà con nhân dân. Và nếu như mà khi có tình huống xảy ra thì xử lý thành thục các cái động tác là phòng cháy chữa cháy là nó sẽ đảm bảo giảm thiểu tối đa cái thiệt hại xảy ra. Nhằm nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh đã tham mưu cho các cấp ngành xây dựng và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng cho các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Đến nay đã có hơn 4.500 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở được thành lập với gần 20.000 hội viên, trở thành cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chúng tôi quan tâm xây dựng cái lực lượng chữa cháy ở địa bàn dân cư và ở các cái cơ sở để họ thực sự trở thành cái lực lượng nòng cốt trong cái việc thực hiện cái công tác phòng chữa cháy ở cơ sở và ở địa bàn khu dân cư. Và thực tế thì trong những năm vừa qua, cái lực lượng này cũng đã hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy rất nhiều trong cái việc và phát hiện loại trừ các nguyên nhân xảy ra cháy nổ, cũng như là phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy trong cái việc xử lý các cái sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu, không để xảy ra cháy lan cháy lớn. Với sự phối hợp của lực lượng chữa cháy cơ sở, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ và Công an các địa phương đã kịp thời xử lý hiệu quả 28 vụ cháy, không để xảy ra thiệt hại về người, cứu được tài sản giá trị hàng chục tỷ đồng, không để cháy lan, cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhờ qua những cái kiến thức được phổ cập cũng như là huấn luyện từ Cảnh sát Phòng chống chữa cháy, nhiều năm nay thì tại CIGT cũng không có những cái sự cố gì đáng tiếc xảy ra. Cùng với tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống cho các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, 9 tháng năm 2020, qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn tỉnh đã kiến nghị khắc phục hơn 2.300 sơ hở thiếu sót về an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý 507 trường hợp vi phạm an toàn cháy nổ, xử phạt trên 1,3 tỷ đồng, đình chỉ một cơ sở cố tình vi phạm. Để làm sao công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới được thực hiện tốt hơn, chúng tôi đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành các cái văn bản về công tác phòng cháy chữa cháy để chỉ đạo hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, hướng dẫn và chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, các ban ngành đoàn thể và để làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để làm sao trong cái cộng đồng dân cư và người đứng đầu các cơ sở, cơ quan, tổ chức ban ngành hiểu và thực hiện tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời chúng tôi cũng kiểm tra và xử lý nghiêm các cái cơ sở vi phạm về phòng cháy cháy. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng để ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại do cháy, mỗi người dân, chủ doanh nghiệp cần tự đề cao ý thức trách nhiệm với việc phòng cháy chữa cháy.